Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em nếu theo dõi tin tức trong thời gian qua, thì anh chị em sẽ thấy rằng có một nhân vật đã trở nên rất là nổi tiếng. Đi đến đâu thì có rất là nhiều người đi theo. Chắc là một số anh chị em biết mục sư đang nói về ai rồi đúng không? Mục sư cũng không cần phải nhắc đến tên. Mục sư không cần phải nhắc đến tên. Thật ra mục sư biết cả cái tên trên khai sinh của ông ta và biết cả cái tên mà ông ta tự đặt cho mình. Nhưng mục sư không cần phải nhắc đến cái tên. Nói vậy thì mọi người đều biết rồi, bởi vì bây giờ nó đang rất là hot. Và thậm chí là nó sinh ra ba cái trend gì đó mà mục sư thấy vừa rồi vợ của mục sư đưa lên Facebook cho mục sư xem, thì có một người anh họ cũng gọi là đu trend gì đó, rồi chụp cái hình trong đó, rồi bận áo theo kiểu tu hành thất thực gì đó, rồi lấy cái nồi cơm điện, rồi người ta nói là gần đây nồi cơm điện lên giá gì đó, rồi cái lòng nồi đó nó đang rất là hot, người ta tìm kiếm để mua cái lòng nồi để có thể bắt chước nhân vật kia. Thì chúng ta thấy là cái con người đó đã trở nên rất nổi tiếng, đi vào thành phố thì nhiều người ào ạt chạy theo, rồi sau đó đi vào trong những cái nơi vắng vẻ người ta cũng ào ạt chạy theo. Và đồng thời có một cái tin tức, không biết là bữa nay có thêm nhân vật nào không, nhưng có một nhân vật đã đi theo cái con người nổi tiếng này và sau đó thì gặp vấn đề về sức khỏe, được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu và sau đó đã chết bởi vì không chịu nổi. Và rất là nhiều người, có người thì bỏ vợ, có người thì bỏ chồng, có người thì bỏ cha, bỏ mẹ gì đó, nói tóm lại là bỏ lại sau lưng gia đình của mình để đi theo cái con người nổi tiếng này. Và khi mục sư đi chợ đầu mối thì nghe người ta bàn tán rất là rôm rã về nhân vật này. Và đa số những bà ở chợ đầu mối, mục sư nhận thấy là họ đã trở nên fan hâm mộ của nhân vật này. Có một bà đã nói một cách rất là háo hức, rất là hào hức. Bà ta nói là ở Việt Nam chỉ có đúng một người thôi, đúng một người thôi, người đó quá tuyệt vời đi. Và tôi thì bà ta nói là tôi là cái người mà đã ăn chay trường 2 năm rồi, nhưng mà so với ông đó tôi chẳng có đáng gì hết. Tôi ước gì được bằng gọi là cái góc gì đó của ổng thôi, bằng một góc nhỏ gì của ổng thôi. Tôi muốn làm với ổng lắm nhưng mà tôi chưa có làm được. Người ta ca ngợi rất là nhiều và tôi nghe có những người đã gọi anh ta là thánh sống gì đó, rồi cái gì Phật sống, thánh sống, rất là nhiều cái tên tương tự như vậy. Và đồng thời gây nên một cái sự chia rẽ ngay trong nội bộ của những người tu hành. Và khi nhiều người ở trong dân chúng thấy cái cách mà ông ta làm thì quay ra để lên án những người còn lại là những người mà đã không có đi như vậy. Và từ đó thấy có một cái sự xung đột và chia rẽ, rồi có những người tu hành thì bắt đầu bám phá cái con người đó, vân vân. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về điều này để từ đó chúng ta rút ra một bài học cho chính mình và cũng là một bài học cho tất cả mọi người. Hãy nhìn vào trong thực tế, thật ra con người này không phải là người duy nhất đã từng làm cái chuyện này, đúng không anh chị em? Từ xưa tới giờ thì chúng ta biết là có những nhân vật khác nhau đã từng làm cái việc này, đi như vậy ở trong một cái tinh thần gọi là khổ tu, đi từ nơi này đến nơi kia, đi bộ như vậy. Và cái kết quả đằng sau những chuyến đi đó là gì? Đây là điều mà tôi muốn tất cả chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Và tôi cũng muốn những người ở bên ngoài, là những người mà xem video của chúng tôi, bắt đầu suy nghĩ. Chúng ta sẽ không có một sự xúc phạm đối với niềm tin của ai cả, nhưng mà chúng ta sẽ nói những cái điều rất là thực tế để cho tất cả mọi người có cơ hội suy gẫm, suy nghĩ một cách thấu đáo. Và tôi mong ước rằng khi mỗi một con người suy nghĩ một cách thấu đáo như vậy thì chúng ta sẽ rút ra những điều thật sự ý nghĩa, thật sự bổ ích, thật sự có lợi cho cuộc đời của chúng ta và cho cộng đồng, cho đất nước và thậm chí cho cả thế giới. Tôi hỏi anh chị một câu: từ xưa tới giờ khi có những người làm như vậy, họ đi qua những vùng đất từ thành thị cho đến nông thôn, từ núi rừng cho đến biển cả, thì trong những chuyến đi đó và sau những chuyến đi đó, anh chị em có thấy những ích lợi gì được để lại hay không? Có không?
dân tình ở chỗ đó họ có sống phồn thịnh hơn sau những chuyến đi đó không? Người ta có bớt đi bệnh tật và trở nên khỏe mạnh hơn sau những chuyến đi đó không? Người ta có trở nên văn minh hơn không? Người ta sống hợp lý, khoa học hơn không? Chúng ta không thấy cái điều đó. Trước mắt về cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ngay có một người đi theo và đã ngã quỵ dọc đường, đưa vào bệnh viện cấp cứu và sau đó đã qua đời. Và tôi thật sự đang lo ngại, không biết rằng ở trong những ngày tới tôi có nhận thêm những tin tức tương tự hay không. Có ai đó sẽ tiếp tục bị ngã quỵ và rồi người ta đưa vào bệnh viện rồi lại qua đời hay không? Nếu có thì thật là đáng tiếc. Tôi cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa, bởi vì mỗi một mạng sống là quý giá, mỗi một linh hồn là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Mỗi một cuộc đời là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi chân thành nói như thế này, nếu như cái con người mà đang nổi tiếng đó làm cái việc đó và sau đó đem lại ích lợi cho chính bản thân ông ta, cho gia đình của ông ta, cho bà con dòng tộc, cho cộng đồng, cho đất nước và thậm chí cho cả thế giới, thì điều đó thật đáng trân trọng biết bao. Và tôi sẽ là một trong những fan hâm mộ, tôi sẽ là một trong những người ủng hộ. Nhưng bây giờ anh chị hãy nhớ lại đi, không chỉ là những chuyến đi của một con người mà trong suốt quá trình lịch sử với những tin tức mà chúng ta nhận được thì ắt hẳn anh chị em đã từng biết có những cái sự kiện không chỉ một nhà tu hành làm điều đó, mà có những lúc người ta có những cuộc diễu hành, và không chỉ là những nhà tu ở trong nước mà kể cả những nhà tu thuộc các đất nước khác nhau, gọi là những nhà tu quốc tế, đã từng đến đất nước của chúng ta, đã từng có những cuộc diễu hành, đã từng có những cái nghi thức gì đó. Và tôi là người hay quan sát thực tế để có thể rút tỉa những bài học cho chính mình, và tôi thấy mỗi một lần như vậy thì tai họa đã xảy ra trên đất nước của chúng ta, có phải vậy không? Có một lần, có một sự kiện quốc tế, có rất nhiều nhà tu hành đã đến và họ diễu hành và họ đã làm những cái nghi thức gì đó, và sau đó anh sẽ còn nhớ cái sự kiện là tự nhiên có một sự nổi loạn hàng loạt xảy ra trong các khu công nghiệp, trong các nhà máy, và thậm chí người ta đập phá, người ta đốt nhà máy đủ thứ. Anh sẽ còn nhớ câu chuyện đó không? Và sau đó nền kinh tế của chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn. Anh chị có theo dõi không? Từ đầu năm cho đến bây giờ, liên tục báo chí, điện tử, TV, vân vân, các phương tiện truyền thông đưa tin về những cái vụ hỏa hoạn. Từ những vụ hỏa hoạn rất lớn như là cháy rừng này nọ, hoặc là cháy chung cư chết bao nhiêu chục người gì đó, cho đến những cái vụ hỏa hoạn của những nhà riêng vân vân. Và chúng ta thấy nó cứ liên tục xảy ra. Hầu như mỗi lần xem tin tức thì đều có một cái tin tức về hỏa hoạn và thiệt hại mạng sống con người và thiệt hại tài sản rất là nhiều. Và chúng ta cứ suy nghĩ, mỗi một bước chân của cái con người nổi tiếng đó không những không đem lại bất cứ một cái điều gì tốt hơn cho bản thân ông ta, cho gia đình ông ta và cho bà con dòng tộc, cho cộng đồng, những người dân sống trong đất nước, không hề có bất cứ một ích lợi gì, mà những sự thiệt hại cứ tiếp tục xảy ra. Có những sự cướp giết và hủy diệt cứ tiếp tục xảy ra, làm cho những con người có sự quan tâm và cưu mang cảm thấy quặn thắt ở trong tâm hồn. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Và có thể một số anh chị em đang suy nghĩ rằng, tôi là cơ đốc nhân, tôi tin Chúa, tôi không quan tâm đến những chuyện đó, ai muốn làm gì đó thì làm. Không, tôi kêu gọi anh chị em hãy quan tâm. Bởi vì chúng ta đang sống trong đất nước này, chúng ta đang sống trong cộng đồng này, và những gì đang xảy ra trong cộng đồng này, trong đất nước này, nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chúng ta, nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, và ảnh hưởng đến rất nhiều người. Là một cơ đốc nhân, chúng ta mong muốn cuộc đời chúng ta được tốt đẹp, phải vậy không anh chị em? Là một cơ đốc nhân, chúng ta mong muốn gia đình chúng ta được tốt đẹp, phải vậy không anh chị em? Là một cơ đốc nhân, chúng ta mong muốn rằng hàng xóm láng giềng của chúng ta nhận được những điều ích lợi, phải vậy không anh chị em? Chúng ta mong muốn rằng cộng đồng chúng ta đang sống, quê hương đất nước của chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp, đúng vậy không anh chị em? Và nếu có những sự cướp giết và hủy diệt xảy ra, nếu có những điều tăm tối xảy ra, có những điều làm thiệt hại chúng ta, làm thiệt hại gia đình chúng ta, bà con dòng họ chúng ta, thiệt hại hàng xóm láng giềng của chúng ta, thiệt hại cho cộng đồng quê hương đất nước của chúng ta, và thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới, thì chúng ta nhất định phải làm một cái điều gì đó để ngăn chặn nó, đúng vậy không anh chị em?
Tôi không có ý là nói với anh chị em đi tìm nhân vật đó để ngăn chặn không cho người ta đi nữa. Tôi không thấy đâu. Bởi vì chúng ta không có quyền. Đúng vậy không? Chúng ta thấy rằng chính quyền cũng không thể làm điều đó. Bởi vì đó là cái quyền tự do tín ngưỡng của người ta mà. Đúng vậy không? Tôi xem tin tức và tôi thấy những người công an lặng lẽ đi theo. Họ không thể bắt tớ, họ không thể làm gì cả. Bởi vì đó là quyền tự do tín ngưỡng của người ta. Nhưng mà những người công an được cắt đạp để đi theo bởi vì có nhiều cái mối quan ngại từ phía chính quyền khi mà có những cái đám đông như thế, thưa anh chị em. Và chúng ta sẽ không phải là những người đi tìm cái nhân vật đó hay cái đoàn người đó để ngăn chặn lại, nhưng mà chúng ta có những cái cách ngăn chặn trong sự khôn ngoan của Chúa để làm cho cuộc diện trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi hy vọng rằng qua lời Chúa tất cả chúng ta sẽ biết mình phải làm gì để ngăn chặn những điều không tốt đẹp và để khiến cho những điều tốt đẹp từ nơi Chúa sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi. Amen con chị em. Nhưng đây tôi muốn nói với anh chị em và nói với dân tộc của tôi rằng có quá nhiều điều tăm tối giữa vòng dân tộc của chúng ta và nó đem đến quá nhiều điều tồi tệ, nhiều cái hậu quả. Và trái tim tôi cảm thấy quá thắt. Tôi ước gì Chúa có thể dùng tôi và anh chị em để làm một cái điều gì đó để thay đổi cục diện. Ngày hôm nay, thay vì làm những điều hợp lý để cải thiện chính đời sống của mình, để cải thiện gia đình mình, để cải thiện cộng đồng, quê hương đất nước của mình, thì có rất nhiều người đang làm những việc mà tôi nghĩ rằng nó không đem lại ích lợi gì cả. Và thậm chí nó có thể trở thành những cái kẽ hở để cho ma quỷ có thể xen vào trong đời sống của chúng ta, xen vào gia đình của chúng ta, xen vào cộng đồng quê hương đất nước của chúng ta, để gây nên những sự thiệt hại, để làm nên những sự cướp giết và hủy diệt. Là cơ đốc nhân chúng ta không thể nào chấp nhận điều đó được. Chúng ta nhất định phải có một động thái tích cực nào đó để nhìn thấy những sự cướp giết và hủy diệt càng ngày càng giảm dần và thậm chí sẽ bị loại bỏ, và chúng ta thấy ơn phước của Đức Chúa Trời đổ xuống trên quê hương đất nước này. Amen con chị. Amen. Amen. Người ta đã không hiểu điều này. Có quá nhiều người đã không hiểu điều này. Rằng để cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thì trước hết chúng ta phải thay đổi từ trong cái tư tưởng của mình. Cuộc đời con người ta trở nên sai trật và gặt hái lấy những điều tồi tệ cũng chỉ vì những tư tưởng sai trật có trong tâm trí và trong tấm lòng con người ta. Và nếu như có ai đó có một cuộc đời tốt đẹp thì tôi cam đoan rằng cuộc đời tốt đẹp đó cũng xuất phát từ cái tư tưởng ở trong tâm trí và tấm lòng của họ. Chúng ta đã từng học rằng tất cả những cái gì mà đến với cuộc đời của chúng ta hoặc tốt hoặc xấu thì chung quy nó xuất phát từ những tư tưởng ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có hẳn hai bài để học được đó. Đúng vậy con chị em. Nhưng mà trong xã hội này có quá nhiều người đã không hiểu. Người ta đang làm những cái việc mà nó không thật sự đem lại ích lợi. Tôi nói ví dụ với anh chị em. Có những người tôi đã quan sát họ. Họ sống đời sống hàng ngày với một cái phong cách rất là hung dữ. Phong cách của họ rất là chợ búa, rất là hung dữ, rất là côn đồ. Nếu ai đụng đến họ, họ sẽ chửi bới cái con người đó. Thậm chí họ đánh đập con người đó. Nhưng mà tới những cái dịp lễ gì đó thì họ bắt đầu ăn chay. Rồi có người thì phóng sanh. Anh chị biết là có những cái ngày mà người ta bán những con vật để phóng sanh rất là đắt. Có người thì bán chim phóng sanh, có người thì bán cá, có người bán rùa. Nói chung là bán rất nhiều cái động vật khác nhau. Và nhiều người đi mua tôi đã từng chứng kiến. Tôi chứng kiến kể cả những con người rất dữ dàng mà tôi biết rất rõ họ trong cuộc sống. Họ đi mua những cái con vật để phóng sanh đó, họ mua, họ bỏ rất nhiều tiền, thậm chí tiền triệu để mua. Và họ đi đến những dầu sông đó. Có người mua chim thì họ thả lên trời. Rồi có những người thì đi đến những dòng sông, những ao, những hồ và họ thả xuống. Và tôi thấy một cái cảnh là tức cười. Sau khi những người đó phóng sanh thì có những người kiếm ăn nhờ cái sự phóng sanh đó. Có những người đi trích điện, có những người thì đi lấy vợt để vớt, rồi có những người đi câu gì đó đủ thứ hết. Và người ta có thể đánh bắt được rất là nhiều cá. Có những người thì sau khi chim thả ra thì họ lại đi bẫy chim và họ lại đi bán cho mấy cái người phóng sanh đó. Và tôi có gặp và hỏi một số người đã phóng sanh
thì họ nói rằng họ phóng sanh như vậy để họ được bình an, để họ được thanh thản, để giống như là họ được phước ở trong đời sống của họ, giống như một cái cách để mà họ tích lũy cái công đức gì đó để nó đem lại những ích lợi cho chính đời sống họ, cho con, cho cháu của họ, vân vân. Nhưng tôi tự hỏi một câu hỏi này: tại sao họ không bắt đầu với chính những tư tưởng của họ, để rồi từ đó họ có những hành động thật là tốt đẹp? Vì tư tưởng họ xấu cho nên họ luôn sống ích kỷ, họ luôn luôn coi trọng cái tôi của mình, và nếu như ai nói động đến họ thì họ sẽ xù lông xù cắn lên và họ sẽ chửi bới người ta, hoặc là họ đánh đập người ta, hoặc là họ sẽ làm một cái điều gì đó để gây hại cho cái người mà họ nghĩ là đã đụng chạm đến họ. Tại sao họ không học để thay đổi cái tư tưởng của mình, để rồi họ trở nên một con người tốt bụng, một con người mà biết tôn trọng người khác, một con người biết sống vì lợi ích của người khác nhiều hơn, một con người sẵn sàng đối xử với người khác bằng tình yêu thương, bằng lòng bao dung, một con người sẵn sàng chìa tay ra với người khác để giúp đỡ người khác khi hoạn nạn? Đó mới là thiện lành, phải không anh chị? Chứ còn nếu chúng ta thả một con cá xuống dưới dòng sông, chúng ta thả một con chim bay lên bầu trời, nhưng rồi sau cái dịp lễ đó chúng ta lại đối xử cách tồi tệ với chồng hay vợ mình, chúng ta lại bất hiếu với cha mẹ mình, chúng ta lại đối xử bất nghĩa với anh chị em mình, chúng ta lại thể hiện sự côn đồ, mất dạy, láo xược với hàng xóm của mình, và chúng ta trở thành những con người bất tuân luật pháp, vân vân, thì liệu cái sự thả cá và thả chim đó nó có ý nghĩa gì không? Anh chị em nghĩ có ý nghĩa gì không? Tất cả chỉ là sự lừa dối thôi. Xã hội đang có quá nhiều vấn đề: kinh tế khủng hoảng, đạo đức suy đồi, có quá nhiều sự xung đột trong các mối quan hệ, quá nhiều thứ tốt đẹp ngày xưa bây giờ đang bị xuống cấp một cách trầm trọng. Nếu một con người có sự cưu mang, nếu một con người thật sự có tấm lòng thiện lành, nếu một con người có sự hiểu biết, thì tôi tin rằng con người đó sẽ không chọn để cứ đi rong ruổi từ nơi này đến nơi khác theo cách đó. Nó không chỉ mất thời gian của mình và thậm chí mất nhiều điều của mình, mà tôi tin rằng nó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, cuối cùng chỉ là sự thiệt hại. Tôi không ủng hộ những người mà khi xã hội loạn lạc, khi có quá nhiều vấn nạn trong xã hội, thì họ chọn cái hang, cái hốc gì đó, họ chui vào trong đó và họ nói rằng họ tu hành gì đó. Tôi xin thưa với mọi người, nếu điều đó là điều đúng, điều tốt, thì xã hội này ác hẳn đã trở nên rất tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta thật sự quan sát, chúng ta thấy càng nhiều những con người làm như vậy thì xã hội càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy một vài lý do vì sao nó trở nên tồi tệ hơn. Thứ nhất, mỗi một con người đó là một thành phần ở trong xã hội. Họ có thể là một thành phần lao động, và họ hoàn toàn có thể đóng góp vào trong cái lực lượng lao động, để có thể lao động, có thể sản xuất, để có thể làm dịch vụ, để làm điều này, làm điều kia, và họ sẽ đóng góp vào trong xã hội, và xã hội sẽ nhận được ích lợi từ sự đóng góp của họ. Khi họ rời bỏ xã hội để họ làm những cái việc như vậy, thì xã hội mất đi những nhân lực, thậm chí mất đi những tài năng. Tôi biết có những người làm như vậy là những người có tài, nhưng tôi không hiểu vì sao họ đã làm như vậy, và xã hội mất đi một tài năng. Và về mặt lương giới, có lẽ nhiều người đã không biết điều này. Khi mà chúng ta làm những việc như vậy thì chúng ta đang mở một cái cánh cửa ra, ở trong linh giới có một cánh cửa mở ra, và những thế lực ma quỷ vô hình nó hoàn toàn có thể lợi dụng những cái điều đó để nó gây hại, thứ nhất là cho chính con người đó, và thứ hai là cho những người đang sống trong cộng đồng. Đó là lý do vì sao nếu chúng ta thật sự quan sát, chúng ta sẽ thấy là nơi nào mà càng có nhiều sự thờ cúng hình tượng, nơi nào càng có những sự mê tín dị đoan, nơi nào mà càng có nhiều lời cầu khấn dâng lên cho các thần tượng và hình tượng, thì nơi đó có rất nhiều sự cướp giết và bị diệt. Có phải vậy không? Có nhiều bão tố xảy ra, lũ lụt xảy ra, nhiều thiên tai xảy ra, và nơi đó có nhiều bệnh tật ốm đau, nơi đó có nhiều sự tăm tối. Đó là một điều không hề tốt đẹp chút xíu nào cả. Tôi không có đủ thì giờ để có thể nói đến từng chi tiết, cho nên tôi chỉ có thể nói những điều hết sức căn bản mà thôi. Tôi muốn kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện rất đáng khích lệ, để từ đó chúng ta có một sự so sánh.
Để từ đó chúng ta thấy cái bài học giá trị mà chúng ta nên học là gì. Ở tại đất nước Uganda thuộc châu Phi thì đã từng có một giai đoạn mà đất nước này rơi vào tình trạng rất tồi tệ. Có một vị tổng thống đã từng đem một cái tôn giáo, mà cái tôn giáo đó là thờ hình tượng và thần tượng, tôi không tiện để nhắc tên tôn giáo đó, vào trong đất nước. Thì đặc biệt là từ khi đem cái tôn giáo đó vào thì Uganda trở nên càng ngày càng loạn lạc. Và một trong những cái vấn đề nghiêm trọng nhất của Uganda là 35% dân số chết vì bệnh S, virus HIV đó. Anh chị em đã từng nghe nói rồi. 35% dân số, anh chị em hãy suy nghĩ đi, 35% dân số rất là khủng khiếp. Tôi không biết chính xác ở lúc bây giờ tổng số dân của Uganda là bao nhiêu, nhưng tôi giả sử nếu như tổng số dân của Uganda là 100 triệu thì 35% dân số có nghĩa là 35 triệu người bị chết mỗi năm vì bệnh S. Anh chị thấy có khủng khiếp không? Có khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Cứ 100 người thì 35 người sẽ bị chết vì bệnh S. Uganda hoàn toàn vỡ trận. Vị tổng thống mà đã đem cái tôn giáo kia vào và cổ suý nó và muốn mọi người đi theo nó, cái tôn giáo mà thờ thần tượng và hình tượng đó, bất lực, không biết giải quyết sao hết. Và khi bầu cử lại thì ông ta đã rớt, người ta không bầu ông ta nữa bởi vì ông ta thất bại mà. Chúng ta biết rằng khi mà bầu tổng thống lại mà nếu ông nào trước đó không hiệu quả thì chúng ta biết là cái phần trăm lớn mà người ta sẽ không bầu. Nếu hiệu quả người ta bầu tiếp, đúng không anh chị em? Và vị tổng thống tiếp theo đã đắc cử một người khác. Và vị tổng thống này đã làm một điều khác biệt. Ông ta có lòng tin vào Đức Chúa Trời. Và ông ta rất là mong muốn Uganda sẽ là một đất nước thuộc về Đức Chúa Trời. Và ông ta đã mời tất cả những người lãnh đạo Cơ Đốc đến, mời những vị mục sư có ơn của Chúa đến để có thể đưa ra những lời khuyên, những sự tư vấn cho ông ta. Và ông ta đưa rõ cái thực trạng của đất nước, ông ta trình bày rõ thực trạng của đất nước. Và một trong những cái điều mà ông ta trình bày với những người lãnh đạo Cơ Đốc, với những vị mục sư đó là Uganda đang đối diện với vấn đề là cứ mỗi một năm thì 35% dân số bị chết vì bệnh S. Và các đầy tớ của Chúa hiệp với nhau cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt mình để có những cái lời khuyên, những lời tư vấn thật cụ thể dành cho tổng thống. Bởi vì nói chuyện với tổng thống mà nói mơ hồ được, không nói chung chung được, phải nói một cách rõ ràng cụ thể. Cái vấn đề là phải giải quyết sao, sao ABC là phải rõ ràng, không thể nói vậy được. Và sau khi cầu nguyện thì Chúa đã hướng dẫn cho các đại tớ của Chúa. Và cái cách mà Chúa làm là Chúa cung ứng lời của Ngài, những lời của Chúa mà có thể giúp để giải quyết vấn đề 35% dân số chết vì bệnh S mỗi năm. Và các đầy tớ của Chúa đã đến gặp tổng thống và trình bày lời của Chúa, là lời mà có liên quan đến vấn đề giải quyết vấn nạn chết vì bệnh S với con số quá lớn như vậy. Và sau đó họ bàn bạc cụ thể hơn. Tổng thống nói rằng quý vị cần gì. Họ nói rằng chúng tôi cần phải làm sao để đưa lời Chúa vào trong giữa vòng dân chúng. Lời Chúa phải đến được với từng gia đình, lời Chúa phải đi vào trong từng lớp học của từng môi trường. Chúng tôi cần sự hậu thuẫn của tổng thống, chúng tôi cần các phương tiện truyền thông ủng hộ chúng tôi, chúng tôi cần sự tự do để người của chúng tôi có thể làm được cái việc đó, để giúp thay đổi tư tưởng của người dân Uganda, đặc biệt là tư tưởng của những cái người mà đang ở trong tình trạng bệnh S, để tránh tình trạng bệnh S lây lan. Và rồi từ lời của Chúa, họ bắt đầu phổ biến ở các trường học, họ bắt đầu phổ biến ở trong các gia đình bởi sự giúp đỡ của tổng thống và hệ thống của tổng thống. Và anh chị hãy suy nghĩ điều này, sau 3 năm rưỡi, từ cái tỷ lệ 35% dân số Uganda chết vì bệnh S thì đã giảm xuống còn 5%. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa về điều đó.
Nếu anh chị em thật sự là một cái người quan tâm đến xã hội thì anh chị em phải biết rằng cái sự biến đổi này nó quá kỳ diệu, đó là phép lạ vô cùng lớn lao. Từ 35% dân số chết vì bệnh S sau 3 năm rưỡi thì nó giảm xuống còn 5%. Sự chiến thắng đã đến trên Uganda. Vì sao sự chiến thắng đó đã đến? Vì sao họ có thể đạt được cái kỳ tích đó? Tư tưởng của con người đã được thay đổi từ sai trật qua đúng đắn, từ tiêu cực qua tích cực, từ lời của Chúa thì họ đã chuyển nó thành những cái bài học rất là cụ thể dành cho dân chúng, từ những bài học dành cho các em học sinh, các bạn sinh viên trong các trường học, các trường tiểu học rồi trung học rồi đại học vân vân, cho đến cái việc phổ biến đến cho các gia đình, họ đã chuyển biến thành những bài học rất là thực tế. Họ nói với những người đang bị bệnh S rằng không có quan hệ tình dục lung tung được, thay vào đó là biết giữ cho mình và biết giữ cho người khác. Họ bắt đầu dạy dỗ những người nam, những người nữ trẻ tuổi là đừng có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Họ dạy dỗ những người trong hôn nhân là đừng có quan hệ ngoại tình mà hãy sống chung thủy với người phối ngẫu của mình. Rồi họ dạy dỗ cho dân chúng cái cách sống vệ sinh, rồi họ giáo dục cái cách quan hệ tình dục như thế nào cho đúng đắn, cho hợp lý, ở trong cái sự trong sạch, ở trong sự hợp lý để đảm bảo về sức khỏe tình dục, để không bị lây lan những cái căn bệnh mà nó lây lan qua đường tình dục. Họ dạy dỗ một cách rất là cẩn thận, họ đã cụ thể hóa cái sự dạy dỗ trong lời của Chúa qua những cái bài học rất là thực tế, và họ đưa vào trong các trường học, họ đưa vào trong từng gia đình bởi sự giúp đỡ của Tổng thống và ekip của Tổng thống. Và anh chị em ơi, tuyệt vời quá, sau 3 năm rưỡi, từ 35% dân số Uganda chết vì bệnh S thì chỉ còn có 5% thôi. Và nếu như họ cứ tiếp tục trong cái cách thức như vậy thì chắc chắn cái tình trạng chết vì bệnh S sẽ bị quét sạch, đúng không anh chị em? Cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi muốn nói với Hội Thánh và tôi muốn nói với tất cả mọi người dân đang sống trên đất nước Việt Nam này, và cũng nói với tất cả những người nào trên thế giới bằng cách nào đó có thể xem video của chúng tôi và có thể hiểu được thông điệp của chúng tôi. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là làm sao để tư tưởng của chính chúng ta được thay đổi theo hướng tích cực, theo một cái hướng rất là thiết thực. Từ đó chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ có sự biến đổi một cách ngoạn mục và chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc đời tốt lành. Và chúng ta sẽ dùng những cái tư tưởng tích cực của chúng ta để chúng ta truyền đạt đến cho những người xung quanh chúng ta, từ những người thân ở trong gia đình chúng ta cho đến bà con hàng xóm láng giềng, cho đến những người trong các mối quan hệ của chúng ta. Càng nhiều người càng tốt, chúng ta có cơ hội bao nhiêu thì chúng ta sẽ truyền đạt nhiều bấy nhiêu. Khi tư tưởng của họ được thay đổi từ sai trật qua đúng đắn, từ tiêu cực qua tích cực, thì cuộc đời của họ sẽ được cải thiện và rồi cuộc đời của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Amen con chị. Chứ còn chúng ta cứ bỏ nhà bỏ cửa, chúng ta bỏ vợ bỏ con, chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, chúng ta bỏ người thân yêu, chúng ta bỏ tất cả mọi mối quan hệ và chúng ta cứ đi như vậy, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Xã hội mất đi những nhân lực và thậm chí chúng ta trở nên một cái mối quan ngại của những con người nhất định nào đó, nó sẽ trở thành một gánh nặng trong xã hội. Anh chị em hãy tưởng tượng nếu như cái chuyện này không dừng lại, nếu như chính quyền một lúc nào đó không can thiệp mà cái con người nổi tiếng nó cứ tiếp tục đi và càng có thêm nhiều người bỏ nhà đi theo ông ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước, cho quê hương của chúng ta? Sẽ có những gia đình thiếu mất người vợ, sẽ có những gia đình thiếu mất người chồng, sẽ có những gia đình thiếu mất những đứa con, rồi những cái nơi làm việc sản xuất sẽ thiếu mất những nhân sự, thậm chí có những công ty mất luôn giám đốc. Tôi nói rất nghiêm túc, thậm chí có những công ty sẽ mất luôn giám đốc, thậm chí có những bệnh viện mất luôn ông giám đốc bệnh viện, hoặc là cái khoa gì đó có những bác sĩ rất giỏi mất luôn mấy bác sĩ đó,
Nếu như cái câu chuyện này không dừng lại, tôi nói với anh chị em nó không đơn giản là chuyện của con người. Nhưng đây nó là cái câu chuyện của thế giới linh được. Những linh tối tăm sẽ thừa nước đục thả câu, và bằng cách nào đó nó sẽ kích động thêm nhiều người. Họ sẽ đi theo vì họ nghĩ rằng đó là con đường cứu rỗi. Họ nghĩ rằng đó là con đường để họ kinh nghiệm được sự tự do thật. Họ nghĩ rằng đó là con đường để họ khỏe mạnh hơn. Họ nghĩ rằng đó là con đường để họ có thể bình an, có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc. Nhưng trong thực tế chúng ta biết rồi, những người làm như vậy họ không thể kinh nghiệm được những cái điều tốt đẹp như tôi nói, trừ khi là họ tự nói về điều đó thôi. Họ nói tôi vậy. Nhưng mà thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Một con người thật sự bình an, một con người thật sự vui mừng, một con người mà thật sự sống đúng, thì con người đó sẽ có ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh của mình và đem ích lợi cho xã hội. Amen con chị em. Chúng ta hãy quay trở lại với câu kinh thánh của chúng ta ở trong Giăng chương 14 câu 6. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Và bây giờ chúng ta hãy xem xét những gì Chúa Giêsu đã từng làm. Ngài nói rằng Ngài là đường đi, tức là con đường, chân lý và sự sống. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại những ngày tháng mà Chúa Giêsu còn tại thế. Chúng ta hãy nhớ lại tất cả những gì mà Ngài đã thể hiện, tất cả những gì mà Ngài đã làm. Có phải Chúa Giêsu dạy tất cả mọi người vô trách nhiệm với gia đình, từ bỏ gia đình một cách vô tội vạ, một cách thiếu suy nghĩ, và đi theo Ngài rong ruổi khắp mọi nơi để khất thực? Có phải vậy không? Chúa có dạy vậy không? Có những cái lời dạy mà nếu người ta không suy ngẫm kỹ, người ta tưởng như vậy, nhưng không phải như vậy. Một lần nữa tôi có trách nhiệm phải nhắc anh chị em cái câu kinh thánh này: cả kinh thánh đều là bởi Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, đẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hay chính xác hơn là công chính. Như vậy thì chúng ta cần phải đọc cả kinh thánh để chúng ta thật sự hiểu về Chúa và hiểu một cách đúng đắn, quân bình, cân bằng về sự dạy dỗ của Chúa. Nếu chúng ta thật sự đọc cả kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, có đúng vậy không? Đúng vậy không? Và cái sự hiếu thảo đó là một sự hiếu thảo mà tôi lấy làm to đắt, bởi vì nó rất thực tế, nó không hề viển vông, nó không hề mơ hồ. Tôi không đồng ý với sự hiếu thảo mà người ta đang tin ở bên ngoài, bởi vì cái sự hiếu thảo đó nó làm cho tôi cảm thấy những người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ bị thiệt thòi vô cùng. Khi tôi còn sống ở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thì tôi đã là người hàng xóm của một cái ông đó. Tôi xin phép không nhắc tên ông ta. Nhà ông ta bán vật liệu xây dựng, ông ta là người giàu có, và chúng tôi chứng kiến mỗi một ngày ông ta chửi bới người mẹ của mình không tiếc lời, và thậm chí nếu cần thiết ông ta sẽ đánh đập người mẹ của mình, ông ta bỏ đói người mẹ của mình. Đó là sự thật, không phải chỉ riêng chúng tôi mà cả tất cả những người hàng xóm khác và những người chứng kiến đều cảm thấy rất là bất bình, là một đứa con mất dạy. Nhưng đến một lúc thì người mẹ ông ta chết, chúng tôi chứng kiến một cái cảnh mà chúng tôi phải bật lên cười mỉa mai. Ông ta làm một cái đám tang rất là hoành tráng. Ông ta cùng với những người ở trong gia đình là những người mà hàng ngày vốn chửi bới bà cụ, đánh đập bà cụ, quỳ lại rồi khóc thảm thiết, giống như là thương tiếc lắm. Nếu mà những người ở xa không biết nhìn vào thì nghĩ rằng đây là một đứa con hiếu thảo, phải không? Ồ, đứa con trai hiếu thảo, ồ, con dâu hiếu thảo, ồ, mấy đứa cháu hiếu thảo. Người ta sẽ lầm tưởng. Nhưng mà chỉ có chúng tôi là những người sống sát bên cạnh nhà, hàng ngày chứng kiến, chúng tôi mới biết đó là một kẻ khốn nạn, một kẻ lấy vải thưa che mắt thắng, một kẻ đang lừa dối thiên hạ. Hắn ta không hề là một con người hiếu thảo, là một kẻ bất hiếu, rất là bất hiếu, một kẻ đáng bị rủa xả. Nếu mà theo luật pháp của Chúa thì hắn ta sẽ bị rủa xả, thậm chí bị tử hình. Nếu theo luật pháp của Chúa thời cựu ước, những kẻ mà chửi cha mắng mẹ, ngược đãi cha mẹ, đánh đập cha mẹ như hắn ta thì bị tử hình đó anh chị em, thì ném đá đến chết. Đó là thời cựu ước, luật pháp của Chúa về cái vấn đề hiếu thảo nghiêm ngặt như vậy đó anh chị em. Những người ở xa không hề biết, mà tôi đã nhìn thấy nhiều người ca ngợi ông ta. Khi thấy cái đám tang nó diễn ra, khi thấy ông ta cùng với tất cả những người trong gia đình xì sụp, quỳ lại rồi khóc sướt mướt giống như là tiếc thương bà cụ lắm, nhưng thật ra họ đang rất mừng đó. Họ đâu có muốn bà ta tiếp tục sống đâu,
Đó là lý do vì sao cứ chửi bới mỗi ngày, vì sao cứ bỏ đói hoài. Có những lúc bà cụ đã đi qua bên nhà chúng tôi và chúng tôi thấy thương vô cùng. Bà cụ khóc, bà cụ có những vết thương ở trên người. Và tôi lấy thức ăn cho bà cụ ăn. Và có những lúc tôi đã cầu nguyện cho bà cụ, bởi vì bà ở trong tình trạng đau đớn. Và tôi cũng đã từng làm chứng cho bà cụ đó. Bà cụ đó đã từng lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu sau khi mà tôi làm chứng cho bà cụ. Chúng tôi là những người chứng kiến tất cả mọi điều đó. Anh chị em thấy, ở trong xã hội này có quá nhiều người họ đã bị lừa dối bởi ma quỷ, và rồi họ sống một cái cuộc đời rất là giả tạo. Chúa Giêsu dạy những điều rất thiết thực. Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ như nhiều người lầm tưởng. Sở dĩ người Tin Lành của chúng ta không thờ cúng người chết là chỉ đơn giản là vì chúng ta được dạy dỗ rất là đúng đắn hợp lý bởi chính Chúa. Chúa dạy chúng ta hiếu thảo với ông bà cha mẹ khi ông bà cha mẹ còn sống, khi mà họ có những cảm nhận để có thể cảm nhận được tình yêu của chúng ta, khi mà họ còn vị giác và khứu giác để có thể ăn những thức ăn mà chúng ta nấu, để có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và có thể cảm thấy ngon khi ăn thức ăn mà chúng ta nấu. Và tôi nghĩ rằng điều đó mới là điều hợp lý, đó mới là những điều mà ông bà cha mẹ cần, phải không anh chị em? Có phải ông bà cha mẹ, những người làm ông làm bà làm cha làm mẹ rất cần con cháu của mình, nó yêu quý, nó hiếu thảo với mình, nó quan tâm đến mình khi mình còn sống không? Tôi không tin rằng có ông bà cha mẹ nào lại đi nói với con cái là tụi bay không cần quan tâm đến tao khi còn sống, tụi bay không cần phải phụng dưỡng tao khi còn sống, chỉ cần đợi tao chết rồi tụi bay lập bàn thờ, tụi bay để cái hình tao lên, tụi bay cúng tao mỗi ngày, thắp nhang cho tao, rồi để bát cơm lên, rồi để chuối để gì lên. Tôi không tin là có ông bà cha mẹ nào lại nói như thế, mà nếu như có thì ắt hẳn là họ là những người thiếu hiểu biết, họ bị lừa dối thế nào họ mới nói vậy, đúng không anh chị em? Còn những người mà hiểu biết, đầu óc tỉnh táo thì chắc chắn họ sẽ mong rằng những ngày họ còn sống họ sẽ thật sự nhìn thấy con cháu của họ đối xử tốt với họ, đúng vậy không anh chị em? Những lúc họ bệnh tật ốm đau, con cháu của họ đến thăm họ, nếu là những người tin Chúa cầu nguyện cho họ, rồi nếu cần thiết thì đem những món ăn, những thức ăn gì đó đến cho họ. Và khi họ gặp khó khăn, con cháu của họ sẵn sàng để giúp đỡ họ. Đó là điều mà những người ông, người bà, người cha, người mẹ cần, phải vậy không? Tôi rất cần điều đó. Khi tôi về già, chắc chắn tôi cần những đứa con của tôi hiếu thảo với tôi như vậy đó. Khi tôi còn sống, chứ còn chết rồi thì còn cảm nhận gì nữa đâu, đúng không chị? Chết rồi có ăn được đâu, có cúng cái gì đi nữa, ngon cỡ nào đi nữa thì cuối cùng người sống cũng ăn, chứ cuối cùng có người chết nào mà hiện giờ ăn đâu, đúng không anh chị? Rõ ràng vậy. Cho nên hãy tự hào vì Chúa Giêsu của chúng ta thật sự là con đường, là chân lý và sự sống. Ngài đã dạy chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Ngài đã dạy chúng ta chữ hiếu đúng đắn. Cho nên mỗi khi có cơ hội để nói chuyện với những người bên ngoài là những người chưa tin Chúa, thì một trong những điều tôi tự hào để nói là nói về chữ hiếu mà Chúa Giêsu đã dạy tôi. Và trừ những người không chịu lắng nghe mình ta lại thôi. Chứ tôi nói với anh chị em, ngày xưa tới giờ khi tôi nói chuyện á, thì 100% những người mà chịu lắng nghe tôi từ đầu đến cuối, họ đều cảm thấy cái chữ hiếu mà Chúa Giêsu dạy thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ họ thèm. Họ thèm được đối xử như vậy. Chỉ có là thực tế là nhiều người không được thôi. Chỉ còn nếu mà được thì đó là quá tốt, phải không anh chị em? Chúa dạy chúng ta như vậy đó. Anh chị em thấy rằng Chúa không hề chủ trương là tất cả chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ông, bỏ bà, bỏ công, bỏ việc để đi theo Chúa, đi vòng vòng để cuối cùng chả đem lợi gì cho ai mà thậm chí còn gây hại. Không, không bao giờ. Anh chị em thấy rằng tất cả những người mà đi theo Chúa Giêsu thì Chúa làm gì cho họ? Điều đầu tiên quan trọng nhất mà Chúa làm cho họ là gì? Ngài dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tự hào để nói với tất cả mọi người rằng lời Đức Chúa Trời là lời có thể khai sáng cho chúng ta, là lời giúp cho chúng ta có thể sống như một đứa con hiếu thảo thật sự, là lời giúp cho những người vợ, những người chồng thật sự sống chung thủy với nhau, yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Lời Đức Chúa Trời giúp cho những người làm cha làm mẹ có sự khôn ngoan để giáo dục con cái của mình trong một đường lối tốt đẹp. Lời của Đức Chúa Trời giúp cho những người lãnh đạo, từ những người lãnh đạo của các công ty cho đến những người lãnh đạo của từng phường, từng xã, từng quận, từng huyện và cả đất nước và thậm chí cả thế giới. Lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho những người lãnh đạo đó có sự khôn ngoan sáng suốt, có cái đường lối hợp lý để lãnh đạo dân chúng bước đi trong một đời sống tốt đẹp hơn. Tôi thách thức anh chị em,
hãy tìm hiểu ở trên thế giới này. Và nếu anh chị em biết về nước Mỹ thì anh chị em có thể nhìn vào những vị tổng thống đã từng lãnh đạo nước Mỹ. Và tôi thách thức anh chị em tìm hiểu một cách khách quan bất cứ một đời tổng thống nào mà cái người tổng thống đó kính sợ Chúa, thật sự đặt nền tảng sự lãnh đạo của mình ở trên lời của Đức Chúa Trời, tức là dựa vào lời Chúa để lãnh đạo đất nước, thì cái giai đoạn mà người tổng thống đó lãnh đạo là cái giai đoạn tốt nhất của đất nước Mỹ. Giai đoạn đó nước Mỹ phồn thịnh, giai đoạn đó nước Mỹ sống ở trong cái sự văn minh tốt đẹp, họ làm những điều tốt đẹp và ảnh hưởng tốt đẹp đến thế giới. Và có những giai đoạn mà có những người tổng thống họ không thật sự là những người tin Chúa, họ làm ra vẻ tin Chúa khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, họ cũng đặt tay lên kinh thánh, nhưng họ làm lấy lệ, họ làm lấy lệ, bởi vì nếu họ không làm vậy họ sẽ không được làm tổng thống, bởi vì đó là một cái nghi thức quan trọng mà không một vị tổng thống Mỹ nào được phép từ chối. Nhiều người đã đặt tay trên kinh thánh để tuyên thệ nhậm chức tổng thống, nhưng sau đó thì họ cổ suý việc phá thai, họ cổ suý cái nạn mà nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thế những người tổng thống họ đã cổ suý cho những điều đó, và xã hội càng ngày càng băng hoại khi một vị tổng thống có những chủ trương tội lỗi như thế, thì đất nước đi xuống một cách trầm trọng, và kể cả kinh tế cũng gặp rất nhiều vấn đề, và thậm chí có những đại họa đã giáng xuống. Và tôi tin rằng đó là sự nổi giận của Đức Chúa Trời, những cái sự bất chính quá trắng trợn mà nó đang bày tỏ hàng loạt trước mặt Đức Chúa Trời, đôi khi có thể khiến Đức Chúa Trời nổi giận và có những cái đại họa sẽ giáng xuống. Nếu chúng ta thật sự tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy điều đó, và tôi không có thời gian để nói về những đại họa đó ở trong bài giảng ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Có nhiều người họ nói rằng những người nào mà tin vào cái lời này thì chẳng qua là bởi vì họ đi nhà thờ, chẳng qua họ là con cái Chúa, họ là cơ đốc nhân, cho nên họ tin một cách mù quáng. Chứ còn có biết chắc là Chúa Giêsu thật sự là con đường, chân lý và sự sống hay không? Ok, tôi đồng ý một người bên ngoài hoàn toàn có thể đặt ra một câu hỏi như vậy. Nhưng tôi muốn nói với tất cả quý vị như thế này: nếu Chúa Giêsu không thật sự là con đường, chân lý, là sự sống, thì tại sao mà những người tin nơi Ngài có một cuộc đời được biến đổi một cách ngoạn mục, từ những con người độc ác xấu xa, hoặc là từ những con người nghiện ngập, những con người say sưa, những con người mà đã từng gây hại cho gia đình và xã hội, nhưng bây giờ mà đã trở thành những con người tốt đẹp? Nếu Chúa Giêsu không thật sự là con đường, chân lý và sự sống, thì phụ nữ sẽ không được đối xử một cách tốt đẹp như ngày hôm nay, trẻ em sẽ không được đối xử một cách tốt đẹp như ngày hôm nay, người già sẽ không được đối xử một cách tốt đẹp theo cái chủ trương đúng đắn của những đất nước văn minh như ngày hôm nay. Tôi phải nói thêm là theo chủ trương đúng đắn của những đất nước văn minh như ngày hôm nay, bởi vì có những đất nước, tôi xin lỗi là họ không được văn minh lắm, cho nên họ đã đối xử một cách tồi tệ đối với phụ nữ, họ đã đối xử tồi tệ với trẻ em, họ đã đối xử tồi tệ với người già. Anh chị có biết vì sao nước Mỹ và những nước châu Âu, những nước văn minh nhất thế giới, họ luôn đối xử rất tốt với phụ nữ, với người già và với trẻ em không? Tôi xin long trọng tuyên bố là đó là bởi vì có những con người mà Chúa đã sử dụng, những nhà tư tưởng học, những nhà xã hội học, những con người cưu mang cho xã hội, cứu mang cho đất nước, cho thế giới, những con người đó đã học lấy những tư tưởng từ sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, và họ đã đứng lên để họ tranh đấu, họ đã đứng lên, họ tìm đủ mọi cách để truyền đạt cái tư tưởng của Chúa Giêsu cho càng nhiều người càng tốt. Và cảm ơn Chúa, nhờ điều đó mà phụ nữ đã không còn bị chà đạp như đã từng ở trong lịch sử nữa. Những người phụ nữ hãy cảm ơn Chúa Giêsu. Bởi vì hôm nay tôi không có nhiều thời giờ, cho nên tôi không thể nói quá nhiều chi tiết. Và nếu anh chị không tin tôi thì có thể tìm hiểu xem những điều tôi nói đúng không, những thông tin tôi nói có đúng hay không. Nếu anh chị em thật sự đọc trong Kinh Thánh, anh chị em sẽ biết rằng Chúa không cho phép chúng ta coi thường trẻ con, đúng không? Và Chúa cũng không cho phép chúng ta chà đạp phụ nữ, và Chúa càng không cho phép chúng ta bất kính với người già, đúng vậy không anh chị em?
Và chính những cái sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi tư tưởng của những con người. Và trong số những con người đó có những người có tầm ảnh hưởng ở trong xã hội, có những người mà họ có cái năng lực để ảnh hưởng trên xã hội. Và Chúa đã dùng họ, Chúa đã xức dầu cho họ, Chúa ban ơn cho họ, và Chúa cho họ sự tự do để đi đến nơi này nơi nọ, để truyền đạt tư tưởng của Chúa, để giúp thay đổi tư tưởng của nhiều người, để từ đó mà giảm thiểu đi những con người có tư tưởng chà đạp phụ nữ, để từ đó mà giảm thiểu đi những con người có tư tưởng coi thường trẻ con, giảm thiểu đi những con người mà có tư tưởng không tôn trọng người già cả. Cho nên phụ nữ, người già và trẻ em, hãy cảm ơn Chúa Giê-xu. Và không chỉ những người đó, tất cả chúng ta đều cảm ơn Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta đều nợ Chúa Giê-xu nhiều lời cảm ơn. Bởi vì nhờ tư tưởng của Chúa được truyền đạt cho chúng ta, nhờ những sự dạy dỗ đúng đắn thiết thực của Chúa và đầy năng quyền, đầy nhân văn của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta mới có cơ hội được biến đổi một cách tốt đẹp như ngày hôm nay. Những ai là những người đã thật sự được biến đổi một cách tốt đẹp như ngày hôm nay thì hãy nhìn lại cuộc đời mình và hãy cảm ơn Chúa Giê-xu một lần nữa. Amen. Con chị em, cảm ơn Chúa. Có nhiều người đã thách thức tôi. Họ nói rằng nếu Chúa Giê-xu có ông quyền năng chữa lành kỳ diệu như vậy thì tại sao ông không đi vào trong bệnh viện rồi ông làm cho tất cả mọi người đều được chữa lành và xuất viện hết đi? Tôi đã bị nhiều người nói cái điều đó và giống như một cái sự thách thức vô lý đối với tôi. Và lần nào cũng vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt của họ, tôi mỉm cười và tôi nói: đừng thách thức tôi và cũng đừng thách thức Chúa. Điều đáng tiếc là chúng tôi không được sự tự do để làm điều đó. Tôi tuyên bố với quý vị như thế này: nếu bằng cách nào đó mà quý vị có thể giúp chúng tôi được tự do đi vào các bệnh viện để công bố lời của Chúa và để cầu nguyện cho người bệnh, để công bố sự chữa lành cho người bệnh, thì tôi nói với quý vị rằng cái điều mà quý vị đang thách thức đó sẽ trở thành hiện thực. Quý vị sẽ thấy lần lượt từng bệnh nhân một rời khỏi bệnh viện trong sự khỏe mạnh. Tôi không có nói bốc phép, bởi vì trong suốt chức vụ của tôi có những giai đoạn mà tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi đã từng ở trong bệnh viện nhi đồng 2 và thấy những em bé mà bác sĩ tuyên bố rằng không thể qua nổi đêm đó, những em bé đó được chữa lành một cách ngoạn mục bởi sự đặt tay cầu nguyện và công bố trong danh Chúa Jesus Christ và xuất viện vào ngày mai. Tôi đã chứng kiến những người ở bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt được chữa lành, thậm chí người điếc được mở tai một cách nhanh chóng, thậm chí những cái người mà đang ở trong cái phòng cấp cứu, cái phòng điều trị đặc biệt đó được chữa lành một cách ngoạn mục, và đám đông ồ ạt chạy theo chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi phải rời khỏi bệnh viện bởi vì người ta nói rằng chúng tôi gây rối và người ta muốn gọi cơ quan chức năng đến để xử lý chúng tôi. Và chúng tôi thấy rằng nếu người ta không hoan nghênh mình thì mình phải đi, mà mình không có lý do gì ở lại để chuốc lấy những rắc rối. Đừng thách thức Chúa và đừng thách thức những người phục vụ Chúa là những tôi tớ thật của Chúa, bởi vì trong lời của Chúa có quyền năng. Trong lời của Chúa có quyền năng để biến đổi cuộc đời con người. Trong lời của Chúa có quyền năng để chữa lành, để giải phóng con người. Trong lời của Chúa có những điều tuyệt vời đó hơn tất cả mọi người. Amen. Đừng thách thức. Và tôi đến đây tôi nói với những người ở đây và với tất cả những ai xem video của chúng tôi trên mạng internet, từ chính quyền cho đến người dân của Việt Nam và người dân cả thế giới, đừng ai thách thức chúng tôi. Nếu muốn kiểm chứng điều này, hãy cho chúng tôi cơ hội để làm cái điều mà trước tới giờ chúng tôi chưa được phép để làm, thì chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy lời của Chúa có tác động tuyệt vời như thế nào trên đời sống của những con người. Lời của Chúa có thể khiến cho những kẻ giết người ăn năn hối cải và không bao giờ còn muốn giết thêm một người nào nữa. Lời của Chúa có thể khiến cho những kẻ chuyên bạo hành người khác không bao giờ muốn giơ nắm đấm của mình lên để đấm vào mặt của ai hay gây tổn thương cho ai nữa. Lời của Chúa có thể khiến cho những người vợ, những người chồng không chung thủy trở nên những người vợ, những người chồng thật sự chung thủy sau khi đã ăn năn trước mặt Ngài. Lời của Chúa có thể khiến cho những người cha, những người mẹ trở nên khôn ngoan, đúng đắn và hợp lý hơn để giáo dục con cái của mình đi trong đường lối tốt đẹp, để mai này chúng nó trở nên những công dân có ích ở trong xã hội. Lời của Chúa sẽ khiến cho những đứa con trở nên hiếu thảo một cách thật sự, đối xử một cách tốt nhất có thể với cha mẹ, ông bà của mình ngay khi những người đáng trân trọng đó còn sống. Lời của Chúa khiến cho những người hàng xóm xung đột giành đất đai với nhau sẽ không còn xung đột nữa, sẽ không còn giành đất đai với nhau nữa. Lời của Chúa sẽ khiến cho những người nghiện ngập không còn nghiện ngập nữa.
Chúa sẽ giải phóng họ ra khỏi những vật vã, khỏi những cơn nghiện, khỏi những cơn đòi thuốc một cách siêu nhiên. Và sau đó Chúa sẽ thay đổi tư tưởng của họ, để tư tưởng của họ không còn hướng về rượu, bia, thuốc lá, không còn hướng về ma túy hay những chất gây nghiện nữa. Thay vào đó họ hướng về những điều cao trọng. Lời của Chúa sẽ khiến cho những người vợ vui mừng khi thấy chồng của mình không còn tốn tiền bạc vào cái việc nhậu nhẹt say xỉn nữa, không còn tốn tiền bạc vào thuốc lá nữa, không còn tốn tiền bạc vào ma túy nữa, và những người chồng đó sẽ sống chung thủy với mình. Nói đến đây thì tôi nhớ đến một người vợ cũng ở tại Tam Kỳ Quảng Nam. Tôi còn nhớ trong buổi đầu tôi gặp cặp vợ chồng đó, thì cuộc sống hôn nhân của họ cực kỳ bi đát. Người vợ thường xuyên khóc, hầu như ngày nào cũng khóc, bởi vì cái người chồng đó mặc dù là giáo viên, người chồng đó là một giáo viên, nhưng mà tôi xin lỗi, rất là mất dạy. Giáo viên là người đi giáo dục con em của người khác, phải vậy không? Nhưng mà tôi không thể dùng từ nào khác hơn, đó là người mất dạy, nhậu nhẹt say xỉn tối ngày đánh đập vợ con. Mặc dù là giáo viên nhưng mà tư cách như vậy đó mọi người. Và cái người vợ khóc mỗi ngày. Và cho đến khi chúng tôi mở một điểm nhóm ở sát bên cạnh hai vợ chồng đó, thì trong một cái buổi truyền giảng, hai vợ chồng đó đã bước qua, và cuối cùng hai vợ chồng đã tiếp nhận Chúa. Và sau một thời gian thờ phượng Chúa với sự dạy dỗ lời Chúa của chúng tôi, thì người chồng đó đã chính thức bỏ rượu. Và trong suốt một khoảng thời gian dài không uống một giọt rượu nào. Và rồi một hôm người vợ bước lên với một gương mặt tươi tắn hạnh phúc và làm chứng trước hội thánh. Người vợ đã nói rằng: em cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người trong hội thánh đã cầu thay cho chồng của em. Chồng của em từ bữa tới giờ không uống một giọt rượu nào, không uống một giọt bia nào, không có nhậu nhẹt gì cả. Anh ấy tỉnh táo và anh ấy đã tiết kiệm được cho gia đình thêm một khoản tiền. Bởi vì mỗi một tháng như vậy, nộp tiền rượu, tiền thuốc của anh ta thôi thì vào cái thời điểm mấy giờ đó là tốn ít nhất 1,5 triệu. Là cách đây mười mấy năm về trước, tốn ít nhất 1,5 triệu. Và kể từ khi anh ta không còn hút thuốc uống rượu nữa, thì thứ nhất là anh ta không còn chửi bới đánh đập vợ nữa, đã vui lắm rồi. Bây giờ không tốn tiền rượu và tiền thuốc, người vợ càng vui hơn nữa, bởi vì cái tài chính gia đình được rời rộng hơn. Chúng ta thấy đó, sự dạy dỗ của Chúa chúng ta đem lại những sự biến đổi ngoạn mục như vậy đó, thưa anh chị em. Mà nếu như họ tiếp tục theo cái đường lối của Chúa đó thì chắc chắn họ sẽ kinh nghiệm những cái sự lạc quan như vậy. Mười mấy năm rồi tôi không có liên lạc với hai vợ chồng đó, tôi không biết bây giờ ra sao. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều thế này: nếu họ tiếp tục đeo đuổi cái tư tưởng của Chúa, đeo đuổi những sự dạy dỗ của Chúa và ứng dụng vào trong đời sống mình, thì họ sẽ tiếp tục được hạnh phúc như thế. Còn như nếu một ngày nào đó vì một sự lừa dối nào đó họ không còn làm theo lời của Chúa nữa, thì những điều tồi tệ xấu xa lại ập đến với cuộc đời của họ. Đó là do sự lựa chọn của họ. Thưa anh chị em, tôi tự hào vì tôi được làm con của Chúa. Và mỗi một anh chị em, những ai thật sự là con cái của Chúa, cũng hãy tự hào vì mình được làm con của Chúa. Bởi vì chính nhờ sự dạy dỗ của Chúa mà cái tư tưởng của chúng ta, tư tưởng ở trong tâm trí, tư tưởng ở trong tấm lòng của chúng ta đã càng ngày càng được thay đổi một cách tích cực. Và chính nhờ tư tưởng thay đổi mà lời nói của chúng ta thay đổi, phải không anh chị em? Và chính nhờ tư tưởng chúng ta thay đổi mà hành vi, việc làm của chúng ta thay đổi. Chính nhờ tư tưởng của chúng ta thay đổi mà lối sống của chúng ta thay đổi. Chính nhờ tư tưởng của chúng ta thay đổi mà cả cuộc đời của chúng ta thay đổi. Và chính nhờ tư tưởng của chúng ta thay đổi mà những người xung quanh chúng ta có cơ hội để thay đổi một cách tích cực. Amen. Hãy nói với người bên cạnh: nhờ sự dạy dỗ của Chúa chúng ta được như ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị có nhận thấy rằng từ khi chúng ta thật sự tin Chúa, mà nếu chúng ta làm đúng theo lời của Chúa, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc không? Đúng phải không? Tôi nói với anh chị em, nội tiền rượu bia, tiền thuốc của tôi, tức là ngày xưa tôi đã từng có giai đoạn mà sử dụng rượu bia và thuốc lá, và thậm chí tôi uống rượu đế rất là nhiều, giống như một bận rượu để uống, mà uống dạng biểu diễn để sát phạt nhau đó. Tôi nói với anh chị em rằng riêng cái tiền rượu bia thuốc lá mỗi ngày thôi, là nếu mà mình tính trong cái thời điểm hiện tại, ví dụ ai đó tính giùm tôi thử nha, nếu như mỗi ngày nửa gói thuốc lá ha, và mỗi ngày uống cho nửa lít rượu đế thôi, rồi cho 5 lon bia,
Rồi, có ai đó thử sơ tính giùm tôi thì mỗi ngày sẽ là bao nhiêu, bà Nhân ơi, một tháng là bao nhiêu? Mỗi thuốc 10.000 nửa lít cho 10.000 nó hạt sụn. Dạ, mỗi ngày bao nhiêu anh Sứ hả? 70. À, nhưng mà mỗi ngày chúng ta sơ tính là 70. 70 anh chị em nhân cho 30 đi ha. Là bao nhiêu? 73.1. Nhưng mà mỗi tháng chúng ta tốn khoảng 2.1 triệu. Ồ, anh chị em nghĩ đi, đối với những gia đình giàu thì 2.1 triệu thì nó cũng không có đáng kể. Nhưng mà đối với những gia đình mà hơi khó khăn chút xíu, mà mỗi tháng mất đi 2.1 triệu mà riêng cái tiền đó thôi, thì đó là một cái sự chật vật. Đúng vậy không anh chị em? 2.1 triệu dưới quê là cao lắm hả? À, đừng có nói dưới quê, kể cả chúng ta ở đây này, 2.1 triệu cũng là cái số tiền đáng kể, đúng không anh chị em? Đó, anh chị em thấy không, bây giờ nè, nếu mà mình thật sự tin Chúa, cái tư tưởng của mình thay đổi theo sự dạy dỗ của Chúa, thì mỗi tháng riêng cái tiền gọi là rượu, bia, thuốc lá không thì khoảng 2.1 triệu. Rồi tôi hỏi anh chị em, nếu mà chúng ta tin cậy nơi quyền năng chữa lành của Chúa, và chúng ta làm theo nguyên tắc của Chúa, và chúng ta sống khỏe mạnh, mà chúng ta không cần phải uống thuốc nữa, thì chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu? Thí dụ một năm chúng ta tiết kiệm được khoảng bao nhiêu? Tôi nghĩ ít nhất chắc cũng phải là vài triệu. Nhưng còn cho nó 1 triệu đi, cho mình không cần phải uống thuốc nữa, mỗi năm mình tiết kiệm được khoảng 1 triệu. Mà tôi cho là mỗi năm khoảng 500.000 thôi. Nếu mà anh chị em nhân lên cho nhiều năm thì con số nó vẫn là rất lớn, phải không? Cho nên khi mà chúng ta thật sự để cho lời Chúa ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta, và cái tư tưởng của chúng ta được biến đổi theo lời của Chúa, thì tôi nói với anh chị em rằng riêng lĩnh vực tài chính thôi chúng ta đã được lợi rồi, chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền bạc. Cho nên tôi nói với anh chị em, những đất nước nào mà có nhiều con người kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối Chúa, thì chắc chắn đất nước đó ắt hẳn phải là giàu có, đúng không anh chị em? Bởi vì trước hết là tiết kiệm được tiền, không có hoang phí, không lãng phí tiền bạc và những tài nguyên Chúa ban cho. Và thứ hai nữa, khi người ta sống trong sự khỏe mạnh, trong sự khôn ngoan minh mẫn, thì người ta có những cái tư tưởng sáng tạo, từ đó mà khoa học phát triển, đúng không? Từ đó sản xuất, kinh doanh, tất cả đều phát triển theo một cái chiều hướng tốt đẹp, và đó là cách mà cả xã hội sẽ đi lên. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cần phải cầu nguyện, và chúng ta cũng thêm vào sự cầu nguyện lời công bố của chúng ta nữa, để chúng ta hủy phá đi tất cả những sự lừa dối của ma quỷ trong đất nước này và của những nơi này nơi kia trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời bằng cách quyền năng của Ngài sẽ cho chúng ta có điều kiện để truyền đạt lời của Chúa, tư tưởng của Chúa cho càng nhiều người càng tốt. Amen con chị. Bởi vì chúng ta biết rồi, chính điều đó sẽ giúp thay đổi cái lời nói, thay đổi hành vi, thay đổi lối sống và thay đổi cả cuộc đời của con người. Và đó mới là những công việc thiết thực mà chúng ta cần phải làm. Amen con chị em. Okay. Nên hãy làm điều đó từ trong gia đình của chúng ta. Những người cha, những người mẹ hãy dùng lời của Chúa để giáo dục, để dạy dỗ con cái của mình. Và sau này mình sẽ được đối xử một cách hiếu thảo, sau này mình sẽ được phụng dưỡng, sau này mình sẽ có niềm vui khi nhìn thấy con cháu của mình. Còn nếu như chúng ta không dùng lời của Chúa để dạy dỗ, mà chúng ta đi dùng những cái điều sai lệch, những cái tư tưởng sai lệch, lệch lạc mà chúng ta dạy dỗ con cái mình, thì sau này e rằng chúng ta phải ôm hận, hoặc là chúng ta không nói gì với nó cả, chúng ta không đoái hoài, không quan tâm, không dạy dỗ gì, thì kết quả nó cũng na ná như vậy thôi. Chỉ có những con người dùng lời của Chúa để giáo dục con em của mình, giáo dục con cháu của mình, thì họ mới có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong đời sống của họ và trong gia đình của họ. Amen con chị em. Đó là lý do vì sao mà Chúa nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để dù mai này nó có trở nên già cả đi thì nó cũng không lìa khỏi đó. Hãy nắm chắc lấy lời của Chúa. Amen. Amen. Chúng ta sẽ không làm những việc vô bổ, nhưng chúng ta kết ước với Chúa và với nhau rằng chúng ta sẽ noi theo tấm gương của Chúa Giêsu mà chúng ta hành động ngay trong những ngày tháng mà Chúa còn cho phép chúng ta sống trên đất. Amen con chị em. Chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội, chúng ta tận dụng mọi thời gian có thể để chúng ta truyền đạt tư tưởng tích cực, đúng đắn, quyền năng, khôn ngoan của Chúa cho càng nhiều người càng tốt. Bắt đầu từ những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, cho đến những người hàng xóm láng giềng của chúng ta, cho đến những người đồng nghiệp của chúng ta, cho đến bất cứ ai trong các mối quan hệ của chúng ta. Amen con chị em. Hãy làm điều mà các vị mục sư, những người lãnh đạo Cơ Đốc và vị tổng thống Uganda tôi nói lúc nãy đã từng làm, để rồi chúng ta có thể chứng kiến những điều ngoạn mục tương tự. Từ 35% dân số Uganda bị chết vì bệnh S mỗi năm, thì sau 3 năm rưỡi,
sau khi mà tất cả những công việc thiết thực được làm là những công việc mà xuất phát từ lời của Đức Chúa Trời đó, được làm ở trong xã hội, trong đất nước Uganda, sau 3 năm rưỡi, chỉ 3 năm rưỡi thôi, từ 35% dân số Uganda chết vì bệnh AIDS đã giảm xuống chỉ còn 5% dân số Uganda chết vì bệnh AIDS. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Và tôi ước ao rằng bằng cách nào đó Chúa cho chúng ta một kinh nghiệm tương tự ngay trên đất nước này. Tôi muốn nói với những người cầm quyền đất nước này, chúng tôi yêu mến quý vị, chúng tôi tôn trọng quý vị, và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị. Chúng tôi ước ao rằng bằng cách nào đó quý vị lắng nghe lời của Chúa qua chúng tôi. Và tôi dám nói với quý vị rằng nếu quý vị cho chúng tôi cơ hội để truyền đạt lời Chúa một cách tự do trong đất nước này, nếu quý vị cho chúng tôi tất cả những phương tiện truyền thông để làm điều đó càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, thì tôi dám cam đoan với quý vị bằng chính sức mạnh của tôi, nếu quý vị cho chúng tôi làm điều đó trong sự tự do, thì tôi nói với quý vị chỉ sau một năm thôi đất nước này sẽ thay da đổi thịt một cách đầy ngạc nhiên mà quý vị không thể tưởng tượng được. Tôi nói là chỉ sau một năm thôi. Chắc con cái Chúa có thể ăn men được. Amen. Tôi đứng đây và tôi dám lấy cả sinh mạng của tôi ra để cam đoan điều này. Không phải tôi nói liền, mà tôi dựa vào ý muốn của Chúa. Tôi biết rõ ý muốn của Ngài. Cho nên nếu ai đã từng thách thức chúng tôi, nói rằng làm sao cho mấy người trong bệnh viện xuất viện đi về hết đi, thì thay vì thách thức chúng tôi, hãy làm cái điều gì đó để chúng tôi có được sự tự do để đi vào bệnh viện đó và công bố lời Chúa cho tất cả các bệnh nhân và được đặt tay và công bố sự chữa lành trên những người đồng ý cho chúng tôi làm điều đó, thì tôi cam đoan với quý vị rằng quý vị sẽ thấy lần lượt từng bệnh nhân rời khỏi bệnh viện một cách ngoạn mục trong quyền năng chữa lành của Chúa. Và từ thách thức chúng tôi, hãy cho chúng tôi cơ hội đi vào các nhà tù, hãy cho chúng tôi đi vào các đại cai nghiện, các tự do, không phải chỉ một vài người, mà tất cả chúng tôi, những người thật sự tin Chúa, những người thật sự có lời Chúa, những người thật sự cưu mang cho đất nước, cho dân tộc, hãy cho phép chúng tôi được tự do đi vào các nhà tù, đi vào các đại cai nghiện, đi vào những cái nơi mà đầy dẫy những tội lỗi. Hãy cho chúng tôi đi vào những nơi đó, hãy cho chúng tôi đi vào với tất cả những đặc quyền, để rồi chúng tôi có thể truyền đạt lời Chúa, tư tưởng của Chúa cho những con người đó. Và tôi cam đoan với quý vị rằng sau này quý vị sẽ thấy rằng không cần nhiều nhà tù nữa, không cần nhiều công an nữa, không cần nhiều cảnh sát nữa, mà những người dân sẽ bắt đầu ý thức nhiều hơn từ cái việc không xả rác ở trong khu phố, không xả rác trên đường phố, cho đến cái việc không khạc nhổ khi ngồi ở trên xe đò, cho đến những việc lớn hơn như là không trốn thuế và không trở thành những tội phạm gây hại cho xã hội và gây nhức đầu cho chính quyền. Hãy cho chúng tôi cơ hội, quý vị sẽ thấy. Còn nếu quý vị không cho chúng tôi cơ hội thì đó là lỗi của quý vị. Tôi đứng đây như một con người yêu nước và yêu dân tộc. Tôi đang nói những điều có ích lợi cho đất nước, cho quê hương. Và tôi là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi biết Đức Chúa Trời có thể làm gì. Và tôi nói Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả những điều tốt đẹp cho những ai bằng lòng tin cậy nơi Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hội thánh chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn cho đất nước, cho quê hương mình. Và đừng thờ ơ, đừng vô cảm, đừng sống cuộc đời ích kỷ nữa. Tôi khuyến khích anh chị em hãy dành dù chỉ là một chút ít thời gian xem tin tức mỗi ngày để biết điều gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, để chúng ta có một sự cưu mang quản thác ở trong tấm lòng, để từ đó trở thành một động lực cho chúng ta trong từng lời cầu nguyện. Trong từng hành động của chúng ta. Mà tôi ước ao rằng giữa vòng hội thánh của Chúa càng ngày càng giảm thiểu đi những con người ích kỷ, càng ngày càng giảm thiểu đi những con người thờ ơ, vô tâm, vô cảm. Tôi cầu nguyện rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ thật sự thẩm thấu vào tấm lòng của anh chị em, biến đổi anh chị em và khiến anh chị em trở thành những con người đi ra và được sử dụng như một công cụ của Chúa để truyền đạt cách hiệu quả tư tưởng tốt đẹp của Chúa cho càng nhiều người càng tốt. Và tôi tin rằng nếu điều đó được thực hiện thì một ngày thật gần, đất nước của chúng ta, dân tộc của chúng ta sẽ là một đất nước, một dân tộc được Đức Chúa Trời ban phước. Và chúng ta sẽ hiểu thế nào là một đất nước, một dân tộc sống trong ấm no và hạnh phúc. Những sự cướp giết và hủy diệt,
sẽ càng ngày càng ít dần đi cho đến khi mà chúng ta không còn nghe nói đến nữa. Và phước hạnh của Chúa được nhắc đến càng ngày càng nhiều. Chúa hứa rằng con người nào, đất nước nào thật sự tin cậy Chúa, tôn thờ Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, thì Chúa sẽ đến và ban phước cho con người đó, ban phước cho gia đình đó, ban phước cho đất nước đó. Ngài đã thực hiện lời hứa đó trong suốt dòng lịch sử. Đã có những con người kinh nghiệm điều đó khi họ tin cậy Chúa. Đã có những gia đình kinh nghiệm điều đó khi họ tin cậy Chúa. Đã có những đất nước kinh nghiệm điều đó khi họ tin cậy Chúa. Và nếu chúng ta thật sự tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy đó là sự thật. Chứ đó không phải là những tư tưởng chủ quan, những tư tưởng áp đặt của những con người tin Chúa, mà đó là sự thật đã thật sự xảy ra trên thế giới này. Hãy cầu nguyện, hãy có những lời công bố mạnh mẽ trong đức tin, để rồi chúng ta sẽ thấy những công việc tốt đẹp của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra trong những ngày sắp tới. Tôi đã chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng để một ngày gần đây tôi được tự do đi đến các trung tâm cai nghiện, tôi được tự do đi đến các trại giam. Tôi đang muốn nói đến các trung tâm cai nghiện và trại giam của nhà nước, để một ngày nào đó tôi được tự do đi đến những cái nơi mà từ trước đến giờ tôi vốn không được quyền để đi đến. Tôi đang khao khát chờ đợi, chuẩn bị tinh thần một cách sẵn sàng cho ngày đó. Và tôi sẽ háo hức, nếu như ngày đó đến, tôi sẽ vô cùng háo hức để thực hiện công việc tốt lành đó. Và tôi tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn thôi, khi mà các tôi tớ thật của Chúa được tự do để đi vào những nơi đó, thì chắc chắn sẽ có một cái sự biến đổi ngoạn mục ở tại những nơi đó. Và rồi chính quyền sẽ nhận ra, người dân sẽ nhận ra, và sẽ có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lời ca ngợi được dâng lên cho Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển của Ngài. Amen. Hãy đứng lên và cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.